Ông Putin dọa giáng đòn trừng phạt Ukraine vì tấn công Nga ngày bầu cử. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Ukraine sẽ bị trừng phạt vì nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử ở Nga, cách pháo kích các mục tiêu dân sự. Để làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa người dân Nga, ít nhất ở khu vực biên giới, chính quyền Kiev đang tìm cách thực hiện các cuộc tấn công vào các khu định cư ở Nga, Tổng thống Putin nói trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm 15 tháng 3. Tổng thống Putin cảnh báo những cuộc tấn công này của đối phương sẽ bị trừng phạt. Cảnh báo của ông chủ điện Kremlin được đưa ra cùng ngày Nga tổ chức bắt đầu bỏ phiếu tổng thống. Ông Putin được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua tổng thống năm nay. Ông Putin cho biết 95% số đạn pháo và tên lửa của Ukraine trong đợt tấn công vào vùng biên lần này đã bị lực lượng phòng không của Nga bắn hạ. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng một số tên lửa và đạn pháo đã vượt qua các bệ phóng phòng không và gây thương vong cho dân thường Nga. Theo nhà lãnh đạo Nga, lực lượng ủy nhiệm vũ trang của Ukraine đã tiến hành 4 cuộc tấn công khu vực Belgorod và một cuộc tấn công vào khu vực Kursk với số lượng khoảng 2.500 quân. Ông cho biết lực lượng Ukraine đã triển khai 35 xe tăng và 40 xe bọc thép trong chiến dịch tấn công. Ông Putin xác nhận khoảng 60% binh sĩ được Ukraine hậu thuẫn đã thiệt mạng và một nửa số xe bọc thép của lực lượng này bị mất. Tôi chắc chắn người dân của chúng tôi, người dân Nga sẽ đáp trả điều này với tinh thần đoàn kết cao hơn nữa. Họ đã quyết định đe dọa ai? Người dân Nga sao? Ông Putin nói. Ông Putin cho rằng sự leo thang này của Ukraine cũng có thể là một cách để Kiev quảng bá hình ảnh, để cho công chúng Ukraine và những nước phương Tây ủng hộ Kiev thấy một số bước tiến quân sự. Ông nói thêm rằng về việc cố gắng đe dọa người dân Nga, giới lãnh đạo Ukraine sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu như vậy và người dân nước này chỉ phản ứng với những hành động như vậy bằng cách củng cố hơn. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 3 cáo buộc Ukraine đã mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga ở vùng Belgorod và Kursk từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3. Nga tuyên bố binh sĩ nước này từ lực lượng Rapat và cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã ngăn chặn mọi nỗ lực của Ukraine nhằm xâm nhập vào lãnh thổ vùng Belarus và Kursk của Nga, đồng thời đẩy lùi một cuộc tấn công của các đơn vị quân đội Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới hơn 1.500 quân, trong đó có khoảng 500 người trong tình trạng không thể trở lại tham chiến. Ngoài ra, 18 xe tăng và 23 xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy. Trước đó, Ukraine nói rằng ba nhóm vũ trang đối lập với Điện Kremlin đóng quân tại nước này đã tấn công vào lãnh thổ Nga. Kiev tuyên bố các nhóm này hoạt động độc lập, không theo sự chỉ đạo của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow cáo buộc phía Ukraine và Mỹ đứng sau các nhóm này với mục tiêu làm rối loạn nội bộ Nga. Thời gian gần đây, Ukraine cũng được cho là liên tục tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là nhà máy lọc dầu. Một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới.